Vân tài vận. Vân tài vận chính là đường vân nằm ngay dưới ngón tay đeo nhẫn, kéo dài theo phương thẳng đứng xuống phía lòng bàn tay. Người có đường vân tay tài vận thường có tài kinh doanh buôn bán thiên bẩm. Nếu làm trong lĩnh vực này thì tiền tài nhiều như nước, dồi dào mãi không cạn. Ngoài ra người này cũng giỏi về các giao dịch tài chính khác. Đường vân thứ hai, vân hình sao. Nếu trên bàn tay có vân hình sao nằm ngay gò thủy tinh bên dưới ngón tay út là dấu hiệu phát tài bất ngờ. Dù là nguồn chính tài hay phụ tài đều tăng đột biến. Ngoài ra con cái của người này cũng có tài vận tốt, cuộc sống sung túc, giàu sang. Theo đó người này được hưởng phúc lộc con cháu khi về già. Vân chữ tỉnh. Ngay trên gò mộc tinh, nghĩa là dưới ngón tay trỏ, có vân chữ tỉnh hoặc chữ thập, cho biết chủ nhân của bàn tay này có sức ảnh hưởng lớn trong sự nghiệp, do đó gặt hái được nhiều thành công và tài phúc trong cuộc đời. Thứ tư, vân hình chữ điền. Nếu trên đường chỉ tay sự nghiệp và cạnh đường sinh mệnh có vân hình chữ điền là dấu hiệu cho thấy mệnh chủ thích hợp với những ngành nghề như bất động sản, khoáng sản hoặc làm luật sư, chuyên gia tư vấn, chuyên viên đào tạo cũng dễ phát tài, phát lộc, hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý. Trường hợp thứ năm là vân hào trạch. Vân hào trạch hay còn gọi là vân kim phong tử, nằm phía dưới ngón tay đeo nhẫn. Đây là vân tay mang lại sự giàu có. Theo đó, người có số may mắn về tài lộc, dễ phát đại tài, nhiều cơ hội kiếm tiền, dễ kinh doanh xuyên ngành, sở hữu công ty hay những tập đoàn lớn. Vân đen. Thoạt nhìn vân đen này giống như nốt ruồi đen, tuy nhiên nó có kích thước lớn hơn nhiều so với nốt ruồi. Người có vân đen dễ phát tài phát lộc, số mệnh cũng giàu sang phú quý. Tuy nhiên khi nắm bàn tay này một cách tự nhiên, vân đen này phải nằm gọn trong lòng bàn tay, nếu lộ ra ngoài thường là không tốt. Vân công ấn. Sở dĩ có tên là vân công ấn vì nó có hình dạng như chiếc ấn tròn dùng để đóng dấu công việc. Người có vân công ấn ở bàn tay, vị trí ngay dưới ngón tay cái, rất thích hợp làm công việc trong cơ quan chính phủ hoặc những việc có liên quan hay tiếp xúc với bộ máy cấp cao của nhà nước. Theo đó, người này có cuộc sống giàu sang, phần lớn đều là đại gia và có khá nhiều vợ. Vân ngộ quý. Vân ngộ quý có nghĩa là gặp được quý nhân phù trợ. Trên bàn tay, đường vân này bắt đầu từ vị trí giao giữa càn cung và đường chỉ tay sự nghiệp. Người có vân ngộ quý thường giỏi giao tiếp, cuộc sống gia đình hòa thuận, nhân duyên tốt, dễ gặp được người tương trợ, giúp sức cho sự nghiệp, nên tiền đồ thường sáng lạn, công thành danh toại, dễ phát tài, phát lộc. Cuối cùng là vân tổ vệ. Vân tổ vệ hay còn gọi là vân tổ tí, nằm ở vị trí nối giữa khảm cung và đường chỉ tay sự nghiệp, có nghĩa là được tổ tiên che chở và hậu thuẫn. Đa phần người có vân này đều được thừa hưởng sản nghiệp của tổ tiên để lại, nên dễ dàng thành đạt và giàu có. Quý vị và các bạn đang theo dõi video tại tuvi.blog.com. Nhìn xuống bàn tay xem có ba vân này không. Tay trái thì quyền lực, tay phải phát tài, tiền đếm không hết. Bên cạnh ngày tháng năm sinh, con giáp thì những đường vân trên bàn tay của bạn cũng nói lên được vận mệnh của mình. Có người sinh ra đã được an bài số sướng. Bên cạnh đó cũng có những người phải làm lụng vất vả mới có được thành công mà mình mong ước. Suy cho cùng, số phận của một người đều đã được sắp đặt. Mọi người thường dựa vào ngày tháng năm sinh để đoán vận mệnh của mình, nhưng không biết rằng những đường này trên bàn tay cũng nói lên được bạn có số sướng hay không. Hãy cùng kiểm tra nhé. Hãy mở lòng bàn tay ra và nhìn xem, nếu có một trong ba đường vân này, chắc chắn bạn sẽ đại phú, đại quý. Nếu đường chỉ ở tay trái thì địa vị và quyền lực đang chờ bạn, còn ở bên phải thì sắp tới vận tài sẽ tìm đến bạn liên tục, có tướng giàu sang và hưởng thụ cả đời. Thứ nhất, vân mắt phượng. Ngón cái có đường vân tròn chính giữa ngón tay.
Đường vân mắt phượng là đường nằm ngang chính giữa ngón tay cái, trông giống như con mắt nên còn được gọi là mắt phượng. Theo như nghiên cứu, rất ít người có đường chỉ tay này trên ngón tay, và nếu như đã sở hữu thì chắc chắn họ là những người giàu có, cả đời không lo thiếu thốn về mặt tiền bạc. Từ trung niên trở về sau, tài vận liên tục tìm họ, giúp họ có cuộc sống viên mãn và sung túc. Những người có vân tay này đa phần rất rộng rãi và phóng khoáng về tâm hồn, vật chất. Họ dễ chịu và cho rằng mọi thứ thuận theo tự nhiên, sống chan hòa và rất tình cảm. 2. Đường sinh mệnh và đường trí tuệ cắt nhau, kéo ra khỏi lòng bàn tay. Để xem vận mệnh của một con người tốt hay không, thì hãy nhìn vào độ ngắn dài hoặc mảnh thô của đường sinh mệnh và đường trí tuệ trên tay họ. Nếu hai đường này cắt nhau và kéo dài ra khỏi lòng bàn tay, chứng tỏ người này có nguồn tài chính khổng lồ, hưởng được phú quý trọn đời. Đa số những người có bàn tay như thế đều xuất thân trong gia đình danh giá và quyền thế. Vì vậy, tương lai cuộc sống sau này của họ đã giàu nay càng giàu hơn. Đặc biệt sự hậu thuẫn của gia đình sẽ giúp họ thành công trong cuộc sống. Vân tài vận, nhiều đường vân thẳng đứng xuất hiện dưới ngón út. Những đường vân thẳng đứng nằm tụ lại với nhau dưới ngón tay út được gọi là vân tiền tài. Dù là ở bên tay trái hay tay phải thì đường vân này cho thấy chủ nhân là người có tài vận phong phú, hầu bao rủng rỉnh. Ai sở hữu được bàn tay như thế không chỉ giàu có về vật chất mà còn có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Vì luôn thận trọng trong mọi thứ nên khi làm bất cứ việc gì, họ cũng đạt được những điều mà mình mong muốn.